lốc xoáy hoành hành tại Texas, Mỹ gây thiệt hại lớn. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Việt US 1040, mục tin nước Mỹ. Cảm ơn mọi người luôn đồng hành cùng chúng tôi qua từng video. Hôm nay, mời cả nhà cùng xem video mới của kênh liên quan đến những tin tức nóng về tình hình lốc xoáy gây tác hại nghiêm trọng tại tiểu bang Texas của nước Mỹ. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin mới nhất cho hay đã có ít nhất 3 người thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương khi một trận lốc xoáy quét qua thị trấn Berryton phía bắc bang Texas, Mỹ tối 15 tháng 6 năm 2023 theo giờ địa phương. Tin chung cho biết, một số tòa nhà tại Berryton là thị trấn có khoảng 8.000 dân bị hư hại, cây cối bật gốc và nhiều ô tô bị lật. Hình ảnh từ máy bay không người lái của giới săn bão đã cho thấy hiện trường ngổn ngang và sự thiệt hại nghiêm trọng. Thống đốc bang Texas là Greg Abbott cho biết chính quyền bang đã nhanh chóng điều lực lượng ứng phó khẩn cấp nhằm cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết cho người dân. Còn ông Paul Yuchye, người đứng đầu lực lượng cứu hỏa thị trấn Berryton, cho biết 3 người thiệt mạng và khoảng 100 người đang phải điều trị tại các bệnh viện địa phương với mức độ thương tích khác nhau. Một số bệnh nhân được đưa đến các trung tâm hỗ trợ điều trị khẩn cấp. Nhà chức trách đã đưa ra cảnh báo về các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt do nhiệt độ cao như lốc xoáy, dông bão và mưa đá tại nhiều bang miền Nam và miền Trung Tây của Mỹ. Các cảnh báo lốc xoáy, dông bão mạnh và lũ quét được đưa ra đối với nhiều khu vực ở các bang Colorado, Oklahoma, Arkansas và Florida. Nên biết thêm cơ quan thời tiết quốc gia, NWS Mỹ cho hay nhiều khả năng xảy ra lốc xoáy tại một số khu vực ở miền Bắc và miền Trung, bao gồm cả Dallas, thành phố 1,7 triệu dân. Theo NWS, mưa đá lớn và gió giật mạnh là những mối đe dọa chính, nhưng không loại trừ khả năng xảy ra một hoặc hai cơn lốc xoáy. Hồi đầu tháng 4 vừa qua, một cơn bão lớn kèm lốc xoáy đã càn quét khu vực miền Nam và Trung Tây của Mỹ, khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Lốc xoáy, hiện tượng thời tiết được cho là rất khó dự đoán, xảy ra tương đối phổ biến ở Mỹ, chủ yếu ở miền Trung và miền Nam nước Mỹ. Nhân đây cũng xin chúng ta cũng nên tìm hiểu thăm vế lốc xoáy, nguồn gốc hình thành và đặc điểm đặc trưng. Mặc dù thời gian diễn ra lốc xoáy vô cùng nhanh và ở một không gian hẹp thế nhưng hiện tượng này lại để lại thiệt hại nặng nề cho người và của. Vậy hiện tượng này xảy ra do đâu và cách phòng tránh như thế nào? Những thông tin sau đây hy vọng là hữu ích nhất. Lốc xoáy được phát triển do một cơn dông rất mạnh nên nếu có ổ dông mạnh sẽ có khả năng gây nên tình trạng này, hoặc hiện tượng này cũng sinh ra từ một dải giật mạnh hay một cơn bão nào đó tạo nên. Tuy nhiên, hiện tượng này cũng ít khi xảy ra trong đời sống hàng ngày. Theo nghiên cứu chỉ ra rằng, không khí ở lớp bên trong lạnh đè lên không khí bên dưới nóng sẽ cưỡng bức và tạo nên một luồng chuyển động mạnh. Tuy nhiên, nếu lốc xoáy mặt nước sẽ không có sự khác biệt về nhiệt độ giữa những lớp khí. Lốc xoáy hay còn có tên gọi khác là vòi rồng có hình dạng ống hút, hình phễu. Thông thường vòi rồng sẽ có nguồn gốc từ một đám dông có mây tích điện. Đám mây đó có thể tồn tại ở nhiều giờ, xoáy tròn và thường có đường kính từ 10 đến 16 km. Đám mây này di chuyển hàng trăm dặm với tốc độ cực nhanh và sinh ra ống hút khổng lồ. Để tạo nên đám mây tích điện này thường là nơi có khí hậu luồng khí lạnh từ trên xuống và luồng khí nóng đi từ dưới lên. Xuất hiện trong sự tương tác của gió và cơn dông có chiều lên trên, sự tương tác này bắt đầu từ tầng khí nóng ở dưới đi lên và xoay tròn ở không trung. Sau đó, sự phát triển của dòng khí lạnh khi di chuyển theo hướng xuống mặt đất, vận tốc của dòng khí này được đo với tốc độ 160 km một giờ. Về những điểm nổi bật của lốc xoáy. Đường kính của lốc xoáy sẽ thường có sự biến đổi thường từ vài chục mét cho tới hàng km. Nhưng đa phần sẽ là những vòi rồng có đường kính dưới 50 mét. Hiện tượng này có thể gây nên thiệt hại về nhiều thứ kể cả những ngôi nhà kiên cố. Do đó, vòi rồng được đánh giá là một trong những hiện tượng đặc biệt nguy hiểm. Màu sắc lốc xoáy. Nhận dạng lốc xoáy vô cùng đơn giản, thường là có màu trắng hoặc màu đen cũng tùy vào những vật mà nó cuốn theo. Khi hiện tượng này xuất hiện ngoài biển hình thành những vòi rồng sẽ hút bụi nước lên cao tạo nên những cây nước nặng hàng chục tấn, và thông thường người ta sẽ gọi vòi rồng nước chính là vòi rồng trên biển. Thời gian lốc xoáy.
Thông thường một vòi rồng sẽ kéo dài chưa tới 10 phút. Trong lịch sử có nhiều đợt hình thành vòi rồng được ghi nhận. Điển hình tại bang Oklahoma đã có một cơn lốc xoáy kéo dài tới 40 phút đã cuốn đi biết bao nhiêu tài sản cùng với sinh mạng của nhiều người. Nước Mỹ là cái nôi của những cơn lốc nguy hiểm và trở thành mối đe dọa ám ảnh với họ. Âm thanh vòi rồng. Âm thanh của loại vòi rồng này sẽ tùy vào việc là tấn công và cuốn theo thứ gì đó với quy mô và tốc độ ra sao. Thông thường khi có vòi rồng sẽ nghe được tiếng đùng đùng liên tục và giống như đang có một con tàu hỏa kéo đến. Có những lúc âm thanh vô cùng lớn như một tiếng thác đổ hoặc tiếng chạy ô tô với tốc độ kinh hoàng. Cần làm gì khi chuẩn bị có lốc xoáy? Lốc xoáy sẽ gây thiệt hại đối với tài sản, của cải, vật chất và tính mạng của con người. Chính vì thế, khi chuẩn bị có dấu hiệu vòi rồng, mọi người cần nêu cao cảnh giác và thực hiện một số biện pháp dưới đây. Theo dõi dự báo thời tiết. Nếu trong những ngày có khí hậu thay đổi, bạn sẽ phải thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết để từ đó có những biện pháp đề phòng, đặc biệt là với những ngư dân trên biển hoặc những nơi thường có lốc xoáy như miền núi, hạn chế ra đường và có những giải pháp bảo vệ tài sản. Cần chuẩn bị những đồ dùng cần thiết. Nếu bạn thuộc những nơi hay có mưa rào, lũ lụt hoặc lốc xoáy, cần phải chuẩn bị đầy đủ các vật dụng cần thiết, chẳng hạn như đèn pin, túi cứu thương, mì tôm, quần áo, sẵn sàng cho việc lánh xa vòi rồng đến một nơi an toàn như hầm tránh bão. Tìm nơi trú ẩn. Nếu như bạn đang trên đường di chuyển, hãy xuống xe và tìm cho mình một nơi an toàn để trú ẩn. Không nên tiếp tục di chuyển bởi nguy cơ cao bạn sẽ bị lốc xoáy cuốn trôi theo cả người và xe. Hy vọng thông tin nơi đây đã chia sẻ tới bạn về hiện tượng tự nhiên lốc xoáy, những tác hại và cách phòng tránh an toàn khi có nguy cơ xảy ra vòi rồng. Mong rằng bạn sẽ chủ động phòng tránh những thiên tai này xảy ra và có thêm nhiều kiến thức hữu ích về thiên văn. Phần thuyết minh tại đây xin tạm dừng. Mời các bạn xem tiếp video với những hình ảnh tổng hợp về lốc xoáy, mức độ nguy hiểm của nó trên nhạc nền lắng động. Thank you.
Video tới đây xin chấm dứt. Cảm ơn quý vị luôn đồng hành và luôn ủng hộ các video hấp dẫn của kênh này. Hãy đăng ký, like và share ủng hộ cho kênh. Hẹn gặp mọi người ở video kế tiếp của kênh. Trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe mọi người.